về nền giáo dục ở Nhật Bản. Trong suy nghĩ của người mẹ về nền giáo dục ở Nhật Bản, con cảm nhận được điều gì khác biệt về ngày khai trường ở Nhật Bản đối với ngày khai trường đầu tiên ở Việt Nam? Đã có những nét khác biệt đấy. Ngày khai trường đầu tiên của Nhật Bản trước hết là một ngày quốc lễ. Ngày quốc lễ tức là ngày lễ của cả nước. Tất cả mọi người dân đều nghỉ làm việc này nha. Người lớn nghỉ việc để đưa con đến trường, đường phố được dọn quang đãng và trang trí tươi vui. Tất cả quan chức nhà nước vào buổi sáng ngày khai trường đều chia nhau đến dự lễ khai giảng ở khắp các trường học lớn nhỏ. Còn khác nữa là gì? Các quan chức không chỉ đến ngồi trên hàng ghế danh dự mà nhân dịp này còn xem xét ngôi trường này, gặp gỡ ban giám hiệu này, thầy cô giáo và phụ huynh học sinh để điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục. Thứ hai là các quan chức quan tâm bằng những hành động thiết thực quan tâm đến giáo dục bằng những hành động thiết thực, tức là họ không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự rồi đi về mà còn trực tiếp trò chuyện với phụ huynh học sinh, với thầy cô giáo để điều chỉnh, lắng nghe và điều chỉnh kịp thời những chính sách về giáo dục. Đấy. Điểm khác nữa là gì? Hay nói là một điểm tiến bộ nữa, chúng ta không so sánh, đúng không nhỉ? Không nên so sánh mà ta nhận xét về nền giáo dục ở Nhật Bản. Đó là ngày khai trường đầu tiên của Nhật Bản là ngày quốc lễ. Toàn xã hội đều quan tâm. Người lớn thì nghỉ việc, đường phố thì được trang hoàng, phụ huynh thì đưa con đến trường, và các quan chức đều chia nhau đi đến tất cả các trường. Không chỉ ngồi trên hàng ghế danh dự mà còn lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh, của thầy cô giáo để kịp thời điều chỉnh những chính sách về giáo dục. Đó là những điểm rất tiến bộ. Một điểm tiến bộ nữa là nhà nước Nhật Bản không cho phép bất cứ một sai lầm nào trong giáo dục. Không cho phép. Bất cứ một sai lầm nhỏ nào trong giáo dục. Một sai lầm nhỏ nào trong giáo dục. Bởi với họ, một sai lầm dù nhỏ nhưng có thể đưa thế hệ trẻ đi chệch cả hàng dặm sau này. Đó là những điểm rất tiến bộ của nền giáo dục Nhật Bản. Qua những dòng suy nghĩ này của người mẹ, ta cảm nhận được nền giáo dục ở Nhật Bản đó là một nền giáo dục tiến bộ và thực chất. Thế bây giờ cô hỏi con, trở lại với phần trên, tại sao vào ngày khai trường đầu tiên của con mà mẹ lại nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mẹ, và mẹ lại nghĩ về nền giáo dục ở Nhật Bản? Tất cả cũng chỉ đều hướng về con thôi. Mẹ nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mẹ để ở đây mẹ có nói này, mẹ muốn nhẹ nhàng, cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con, để rồi bất cứ một ngày nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại dạo dực những cảm xúc bâng khuâng xao xuyến nhé. Mẹ nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của mẹ để muốn ghi lại một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, đặt vào lòng con cái cảm xúc bâng khuâng xao xuyến của lòng mẹ ngày mẹ bước vào lớp 1 mà bây giờ con không có được. Còn mẹ nghĩ về nền giáo dục ở Nhật Bản, không phải mẹ xa xôi đâu, không phải mẹ nghĩ lan man đâu, cũng là hướng tới con nhé. Hướng tới con, mong con ngày mai khi con bước vào lớp 1 sẽ được hưởng một nền giáo dục tiến bộ và thực chất như nền giáo dục ở Nhật Bản. đằng sau sự mong muốn ấy của mẹ, ta gặp một điều gì đó còn trăn trở, còn suy tư về chính nền giáo dục nước nhà. Điều này không nói ra, nhưng người mẹ ngầm thể hiện điều đó, nhà văn ngầm thể hiện điều đó. Đấy. Mẹ nghĩ về ngày khai trường của mẹ, nghĩ về nền giáo dục Nhật Bản là đều hướng tới con, mong con ngày mai bước vào lớp 1 hãy giữ lại như mẹ cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mong con sẽ được hưởng một nền giáo dục tiến bộ thực chất như nền giáo dục ở Nhật Bản. Đấy là phần thứ ba. Cuối cùng chúng ta sang phần cuối.